Hôn nhân là cam kết trọn đời chứ không phải là một bản hợp đồng cứng ngắc như ở trong công ty mà chúng ta vẫn thấy bắt buộc hai bên phải ký kết bởi những điều khoản rõ ràng và cứng ngắc. Tình yêu trong hôn nhân là sự lựa chọn chứ không phải là cảm xúc nhất thời của một ai đó. Có những lúc chúng ta đi sai đường trong cuộc sống, giống hệt như việc mà chúng ta lạc lối vào một con đường một chiều, chúng ta không thể quay đầu lại được và bắt buộc chúng ta phải đi tiếp đến lối rẽ chúng ta mới có thể có cơ hội quay trở lại con đường mà chúng ta đi đúng. Thì đó cũng chính là thời điểm trong cuộc sống của chúng ta có những lựa chọn trong hôn nhân của chính mình. Xin chào các bạn. Hôm nay Hiền sẽ đến với các bạn trong một chủ đề mang tên Khi vợ tôi ngoại tình, tôi phải làm như thế nào bạn nhé. Các bạn thân mến, khi mà các bạn kết hôn với nhau để chia tay trong thời điểm không có con, đó sẽ là một vấn đề gây tổn thương cho cả hai người. Nhưng khi các bạn có con thì cái việc mà các bạn chia tay nó sẽ trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Vì nhìn vào cái sự tổn thương của đứa trẻ, bất cứ ai cũng có lúc phải nao lòng, phải chần chừ bởi vì những quyết định của bản thân mình sẽ ảnh hưởng đến một thế hệ tương lai, đặc biệt là những đứa con vô tội. Nên là khi kết hôn, trong trường hợp người đã có con phát hiện ra người bạn đời của họ ngoại tình, cắm sừng họ, thì cái điều đầu tiên mà họ cần nên làm đó là hết sức bình tĩnh và cân nhắc trước khi mà đưa ra bất cứ một quyết định nào trong cái thời điểm nhạy cảm như thế này. Có những người phát hiện ra người thứ ba, tức là cái thời điểm mà họ bị cắm sừng, thì họ rút ra một bài học cho chính bản thân họ là bản thân họ có những cái sai lầm gì và họ muốn sửa sai trong cái giai đoạn đó, thì cái quan hệ vợ chồng của họ, quan hệ hôn nhân của gia đình đó lại trở nên bền vững hơn, vợ chồng lại thấu hiểu nhau hơn và lại càng yêu thương nhau nhiều hơn. Đó chính là những cái giá trị khi mà bạn trải qua thử thách trong cuộc sống bằng cuộc hôn nhân của chính bản thân mỗi người. Nhưng mà cũng có người không thể làm chủ được cảm xúc của bản thân. Cái tôi họ quá lớn, cái sự đè nén trong con người họ không thể kiềm chế được và họ quyết định bứt phá bằng cái việc ly hôn, để lại những cái tổn thương dành cho cả hai người trong cuộc và những đứa con thơ ngây nữa. Trên thực tế thì ngoại tình không phải là một cái nguyên nhân gây ra sự phá hủy của mối quan hệ vợ chồng, mà chính là trọng tâm vấn đề là hai người vợ chồng không có cái sự kết nối yêu thương với nhau nữa. Họ không thể trao đổi với nhau, họ không thể tìm được cái tiếng nói chung trong ngôi nhà của họ. Và cái sự xuất hiện của người thứ ba cũng từ đó mà tìm đến những kẽ hở, những khoảng trống và những cái khúc mắc giữa vợ chồng không được tháo gỡ, thì người thứ ba đến giống hệt như một làn gió mát mới lạ đem đến cảm xúc, chia sẻ cho một hoặc là trong hai người đang có cảm giác trống trải trong cuộc đời của họ khi mà họ không tìm thấy sự kết nối ở người bạn đời trong gia đình của mình nữa, thì họ sẽ nhanh chóng bị cái cảm xúc cuốn trôi lạc vào một mối quan hệ bất chính và họ không thể lường trước được những cái hậu quả cũng như là những cái mầm mống nguy cơ rất là nguy hiểm từ việc mà họ ngoại tình gây ra cho chính bản thân họ, cho gia đình của họ, và đó có thể là sẽ phá hủy đi cái tổ ấm của họ nữa. Vậy thì khi mà các bạn bị người bạn đời của mình ngoại tình thì bạn phải nên làm gì? Tâm lý của người sai, tức là người đã ngoại tình, thì xấu hổ mắc cỡ vì bị phát hiện, cảm thấy bản thân mình gây ra một cái sự tội lỗi, hối hận lắm, rồi chán ghét chính bản thân của họ nữa. Chỉ vì một phút buông lơi thôi mà có thể là họ đánh rơi đi
một gia đình, một cái mái ấm mà họ đã dày công xây dựng vun đắp từ rất là lâu năm mới có được. Còn cái người mà bị ngoại tình thì tức tối, giận dữ, tổn thương, và họ cảm thấy là mọi lỗi lầm là do người kia chứ không phải do họ. Họ càng bị tủi thân, họ càng có cảm giác cô độc hơn nữa, và cảm giác hận thù sẽ xây dựng trong con người của họ. Trong cái thời điểm này sẽ có 3 điều khiến cho những người trong cuộc phải hết sức thận trọng và chú ý. Điều thứ nhất đó chính là lời nói, hành động của các bạn trong cái thời điểm này phải hết sức thận trọng, cẩn trọng. Và cái điều thứ hai cần chú ý đó chính là cái tâm trạng, cái tâm lý của bạn đang bị sốc, đang bị tổn thương. Các bạn đang bị sang chấn, một cú hích tâm lý rất là nặng nề. Thì các bạn không nên vội làm gì cả trong cái thời điểm này. Cái sự tĩnh lặng, sự im lặng sẽ là cần thiết. Các bạn nên cho phép bản thân mình được tĩnh lặng trong cái khoảng thời gian này. Vì hành xử trong lúc nóng giận thì sẽ không bao giờ là một kết quả khôn ngoan cho một người hiểu biết cả. Và cái sự chú ý thứ ba đó là các bạn phải tìm đến những cái người trợ giúp có cái chuyên môn về lĩnh vực tình yêu hôn nhân gia đình. Đặc biệt là họ phải có kiến thức về tình yêu hôn nhân gia đình một cách chuyên nghiệp, chứ không tìm những cái người mà thiếu kiến thức, hoặc là tìm những người mà thích bản thân các bạn, hoặc là người bạn thân, hoặc là gia đình, để mà các bạn kể khổ, hoặc là các bạn sẽ kể xấu cái đối tượng kia và luôn cho rằng họ phản bội mình là sai và bản thân mình luôn luôn là đúng. Đây là cái điều không nên. Vì các bạn biết đến cái việc mà các bạn làm như vậy, cái mục đích chính của nó là tìm được cái sự hỗ trợ, tìm được cái sự tiếp xúc của một người có kiến thức, mang đến cho bạn những cái sự hành xử đúng trong cái thời điểm khó khăn này. Cái thời điểm mà bạn khó có thể giữ được sự bình tĩnh, thì họ là những người có kiến thức, họ sẽ truyền lửa cho bạn, truyền đến cho bạn những cái nguồn năng lượng tích cực để bạn bình tâm hơn khi mà bị bạn đang bị sang chấn tâm lý như vậy. Các bạn không phải là tìm đến họ để tìm cái người đồng minh kể tội người kia, cũng như là các bạn thanh minh là các bạn tốt, mà họ là những người sẽ giúp cho các bạn tìm ra giải pháp tốt nhất để cứu vãn cuộc hôn nhân của chính bạn, chứ không phải là để bênh bạn hoặc là đứng về phía các bạn để mà chỉ trích ra cái lỗi của người kia. Do đó là cái việc mà các bạn nên làm đó chính là tìm được cái người nghe câu chuyện của các bạn, giúp các bạn nhận định ra vấn đề một cách tích cực để hàn gắn cuộc hôn nhân của bạn. Các bạn nhớ nhé, nói đến cái vấn đề mà xây dựng hôn nhân, chỉnh sửa hôn nhân, hoặc là dùng cái từ níu kéo trong hôn nhân, trong thời điểm này là có thể là sẽ xảy ra với một số người còn yêu. Nhưng mà cái hành động níu kéo mà các bạn không xây dựng được tình cảm sau khi mà các bạn níu kéo, thì cái hành động níu kéo đó nó chỉ duy trì là cái người kia quay lại với các bạn thôi. Nhưng mà tình yêu nó cũng không thể nảy sinh hơn được nếu mà các bạn không thể vun bồi. Giống như một cái cây mà các bạn nhổ rễ lên, nó sẽ bị chết trong một cái khoảng thời gian nào đó. Bây giờ bạn muốn nó sống lại thì bạn phải nuôi dưỡng nó. Bạn giữ hoài, bạn ngâm nước thì nó cũng không thể nào sống tốt hơn được. Đó chính là cuộc hôn nhân của các bạn. Khi các bạn níu kéo được người kia mà bạn không xây dựng được cảm xúc yêu của hai người trở lại, thì điều đó cũng rất là khó để các bạn có thể tiếp tục sống bên cạnh nhau, yêu nhau và thấu hiểu cho nhau được nữa. Do đó là cái việc xây dựng hôn nhân sau khi mà bị phản bội, bị ngoại tình, thì đây cần một quá trình. Mà quá trình đó cần có thời gian, cần có sự cố gắng, cần có sự thành tâm của hai người. Hai người phải thực sự nói chuyện với nhau, chia sẻ về những cái khúc mắc trong cuộc sống để hai người trực tiếp có thể giải quyết với nhau.
chứ các bạn không nên lôi một người thứ ba vào nếu người đó không thực sự có kiến thức để mà giúp các bạn hàn gắn. Vấn đề này rất là khác nhau. Khi mà bạn nói một câu chuyện ra với một người không hiểu biết, người ta sẽ làm cho các bạn rối ren thêm, thậm chí là đổ vỡ gia đình bởi vì những cái lời kích động của họ nữa. Có thể là bạn mong đợi ai đó đang đứng về phía bạn, bạn nhận được cái sự chở che của họ, bạn cho rằng những cái phán quyết của bạn là đúng. Nhưng mà trong thời điểm bạn đang nóng giận thì có thể đó lại là những cái hành động rất sức là tiêu cực cho cuộc hôn nhân của các bạn. Do đó các bạn nên cho phép bản thân mình cái sự yên lặng, bình an nhất, bình thản nhất. Khi mà các bạn thật sự thấy rằng mình có thể giải quyết mọi việc một cách không nóng giận thì đó là thời điểm các bạn sẽ biết mình nên làm như thế nào. Và các bạn nên cho bản thân mình đứng ra xa khỏi cái cuộc hôn nhân để mình nhìn lại chính mình trong cuộc hôn nhân đó. Hoặc là các bạn tách mình ra khỏi cuộc hôn nhân đó để đứng từ xa quan sát về bạn, về bản thân mình đó, và quan sát về người bạn đời kia nữa, để xem là bạn có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa hay không, hay là kết thúc, chấm dứt cuộc hôn nhân này. Bạn phải xét đến yếu tố là người mà ngoại tình đó thực sự là bản chất xấu của họ, hay là họ bị tác động bởi vì chính bạn gián tiếp đã gây nên một số cái ức chế nào đó cho cuộc sống tâm lý của họ, mà khiến cho họ lạc lối, chìm đắm vào cái cảm giác say nắng, hoặc là tìm đến người thứ ba trong cái thời gian bức bối như vậy. Người đó có còn xứng đáng với những cái điều mà bạn cố gắng và nỗ lực sau khi mà bạn chấp nhận níu kéo, chấp nhận để hàn gắn với họ hay không? Cái điều này bạn phải suy nghĩ một cách thấu tình đạt lý, hết sức là thấu đáo, hết sức là kỹ lưỡng. Các bạn không nên cho bản thân mình là đúng hết và đổ lỗi hoàn toàn cho cái người kia là sai. Nếu các bạn không tìm ra được nguyên nhân khiến cho cái mối quan hệ vợ chồng của các bạn bị rạn nứt, cái mầm mống gây bệnh mà các bạn không tìm ra được, thì cái căn bệnh đó nó cũng chỉ ủ đông, nó ngủ lại, rồi nó sẽ thức giấc và những xung đột nó sẽ xảy ra, nó sẽ diễn tiến trong cái thời điểm tương lai mà thôi. Đó chính là vấn đề các bạn phải tìm ra được cái nguyên nhân, cái gốc rễ của những cái mâu thuẫn, của cái việc mà làm cho hai bạn không thể kết nối sự yêu thương lẫn nhau là gì, và sửa đổi điều đó thì mới làm cho cuộc hôn nhân của các bạn có cơ hội được phục hồi và sống dậy sau khi mà trải qua một cái cơn vượt bão, vượt cạn như vậy. Còn đối với cái trường hợp người mà đã gây ra sự tổn thương cho người khác, tức là người đã hành xử sai, người đã ngoại tình và gây sự tổn thương cho người bạn đời còn lại, thì nên chịu trách nhiệm về hành động của mình bằng cái việc là mình phải nhận lỗi. Và sau này mình phải sống trung thực, mình không nên nói những cái lời mà gây cái sự nghi ngờ cho người bạn đời. Và thật sự là chúng ta phải hiểu rõ một điều là khi chúng ta biết mình sai, chúng ta nhận sai, thì chúng ta phải hết sức thành tâm và chúng ta phải tự mình sửa những lỗi sai đó một cách có thiện ý, mang cái mục đích là hàn gắn. Tất nhiên là tâm trạng của người bị tổn thương sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho chúng ta được. Nhưng mà bằng cái sự nỗ lực, bằng cái sự phục thiện, thì không ai nỡ lòng nào xua đuổi một người muốn quay về để trở thành tốt hơn. Vì con người sinh ra là sẽ có lúc lầm lỡ, có những lúc không được hoàn thiện bản thân mình, nhưng mà họ còn biết dừng lại để quay về lấy gia đình là bờ bến. Thì cái khả năng mà bạn cần phải có thời gian để cảm hóa, để làm cho đối phương bị tổn thương kia, làm cho vết thương đó mờ nhạt đi, chính là cái sự nỗ lực của chính bạn. Nếu mà cái việc mà ngoại tình
lại bị ảnh hưởng bởi cái yếu tố là đồng nghiệp, cái người mà bạn thường xuyên gặp gỡ, thì bạn nên ngừng ngay những cái việc tiếp cận, gặp gỡ với cái đối tượng đó bằng cách là chúng ta có thể chuyển công ty đi. Không thể mà ở gần họ được, vì người đó sẽ là cái mầm mống khiến cho cái việc mà gia đình của các bạn bị phá vỡ. Và chính các bạn cũng nhận ra thấy rằng sai lầm của bạn có thể đánh đổi bằng cả gia đình. Xét đến cái nguyên nhân chính đổ vỡ trong hôn nhân đó, là hai vợ chồng không có thể nói chuyện với nhau, không xây dựng được lòng tin ở nơi nhau, bởi vì có những cái hành động nói dối mà đối phương kia biết rõ được. Cái điều đó gây ra sự nghi ngờ, làm cho họ không còn tin tưởng các bạn nữa. Do đó, cái việc mà chúng ta sống một cách chân thành với nhau, trung thực với nhau, chia sẻ và nói chuyện với nhau về nhiều vấn đề, đó sẽ là một cái sự kết nối tình cảm. Nó xây dựng cái nền tảng yêu thương từ những cái câu chuyện nhỏ như vậy. Đến cái phần kết thì muốn chia sẻ cho các bạn một cái điều mà đối với mọi người đều nhận biết được. Đó chính là ngoại tình là một cái vết thương rất là khó lành. Thậm chí đối với một số người, người ta không thể lành được cái vết thương đó, vì họ quá kỳ vọng vào cuộc hôn nhân của bản thân mình. Họ lý tưởng hóa người bạn đời. Do đó khi người bạn đời họ hết mực tin tưởng, thương yêu, lại phản bội họ, gần như là họ bị cú sét giáng trời. Họ không thể đứng vững được, và họ mất hẳn cái phương hướng trong cuộc sống, vì họ xem gia đình, xem người chồng, người vợ đó là tất cả cái nguồn sống của họ. Người vợ, người chồng đó là nguồn năng lượng chính trong cuộc đời của họ, là những cái động lực, những cái mục tiêu để cho họ sống, họ làm việc, họ lao động và họ cống hiến, mang lại những cái giá trị tài sản từ cái trí tuệ của họ, mang lại phục vụ cho người đó, phục vụ cho gia đình. Bản thân họ có thể là hy sinh rất là nhiều. Nên là khi họ bị ngoại tình thì cái vết thương đó làm cho họ bị nhận chìm trong đau khổ, và có thể họ không đứng dậy được bởi cái sự đánh đổ đó quá mạnh mẽ với họ. Và nếu mà bạn là cái người mà có cái thể tha thứ cho những sai lầm của người bạn đời của mình, để mà cùng với nhau có thể là hàn gắn, thì bạn phải hiểu đúng hai chữ tha thứ. Tha thứ tức là quên đi một cách thật sự, tức là không còn nghĩ nhớ, mà cũng không phải là các bạn đè nén, hoặc là các bạn miệng thì nói là tha thứ nhưng mà trong bụng thì không. Những lúc mà nóng giận, các bạn lại lôi cái chuyện đó ra nói, hoặc là mỗi lúc mà tức tối lên bạn lại lôi cái chuyện đó ra nói, thì cái điều đó nó sẽ làm cho cuộc hôn nhân của các bạn không mấy gì tốt đẹp, mà thậm chí có sẽ đổ vỡ về sau. Do đó các bạn phải hiểu rằng tha thứ tức là chúng ta bỏ qua một quá khứ đã sai lầm và bước đến một ngày mai tươi sáng hơn với những cái điều tích cực, bằng tình yêu của các bạn, bằng sự bao dung của các bạn, nó sẽ đủ lớn, bằng cái sự độ lượng cao thượng của các bạn. Nếu bạn còn tình cảm với người bạn đời thì chắc chắn cái việc mà các bạn tha thứ cho người bạn đời sẽ là cái điều mà làm cho cái người bị sai, bị hành xử sai sẽ rất là cảm kích và ngưỡng mộ các bạn, và nhận ra được những sai lầm, và họ rất là biết ơn về vấn đề là bạn đã bỏ qua cho họ những cái sự sai sót đó. Khi mà các bạn yêu một người thì có thể là các bạn nhiều lúc còn bào chữa cho người đó là vì như thế này người đó mới sai, vì như thế này mà người đó mới làm ra những cái hành động đó. Thì bạn thử nghĩ đến cái ý nghĩa cao đẹp của hai chữ tha thứ. Đó là bạn cũng cho bạn một cơ hội để sửa sai, được sống tốt lành hơn. Và bạn cho cơ hội đến với người mà phạm lỗi có một cơ hội được phục thiện, được quay trở về với mái ấm gia đình. Thay vì hành động bạn đẩy xa họ ra khỏi cuộc đời của bạn, đẩy xa họ ra khỏi những vấn đề mà họ có thể muốn gần gũi con cái chẳng hạn, thì
đây là cái vấn đề mà bạn cần có cái lòng bao dung và độ lượng hơn. Tha thứ cho người khác cũng chính là sự tha thứ cho bản thân mình. Với những phần tư vấn của Hiền, hy vọng rằng các bạn khi gặp tình huống người bạn đời của mình ngoại tình thì bạn sẽ biết cách hành xử ra sao, cũng như là trong khoảng thời gian không được bình tĩnh như thế này thì các bạn cũng biết là mình nên làm gì và không nên làm gì để hàn gắn được cuộc sống trong cuộc đời. Chắc chắn cái cơn sóng dữ hoặc là cơn bão tố sẽ đến với tất cả chúng ta, nhưng mà để trải qua được một cơn bão tố như vậy thì chúng ta mới biết được lòng người, rồi chúng ta mới hiểu được những cái lý lẽ của cuộc sống, và chúng ta mới hiểu được giá trị của hôn nhân, cũng như là các bạn sẽ hiểu về người bạn đời của các bạn nhiều hơn. Hy vọng rằng các bạn sẽ luôn luôn giữ được mái ấm của mình, vượt qua cơn sóng dữ để luôn có được một gia đình bình yên và hạnh phúc bạn nhé. Xin chào các bạn.